Nhẫn mâm vàng, bàn tay vàng, bình vàng, 500 đồng tiền vàng. Cùng với cô gái xinh đẹp này, tôi xin dâng tặng lên cho ngài. Tôi đã phát nguyện thọ trì giới phạm hạnh, cho nên không thể nhận cô gái này. Còn những phẩm vật khác, tôi xin thọ nhận. Hiền tuệ, quốc vương đã tặng thiếp cho ngài, xin ngài hãy thu nạp thiếp đi. Xin chào, ông có thể đem những bông hoa này bán cho tôi được không? Tôi muốn mỗi ngày dùng một đóa hoa sen xanh đến cúng dường Đức Phật. Không được đâu, quốc vương của chúng tôi 7 ngày trước đã ra quy định thâu nạp tất cả hoa tươi trong thành. Mọi hoa tươi đều phải giao tới hoàng cung để chuẩn bị cúng dường Đức Phật Nhiên Đăng. Không một người nào được trái lệnh. Những bông hoa này của chúng tôi cũng chuẩn bị giao tới cho quốc vương. Ông hãy đến bên hồ xem thử lần nữa. Nếu là phước đức của tôi, trong hồ nhất định còn có hoa sen nở. Hả? Nếu ông không tin, ông hãy dẫn tôi đến hồ xem thử thế nào. Ừ, được. À, kỳ lạ. Thật kỳ lạ quá. Tôi vừa mới cắt hết hoa rồi mà. Sao lại còn có hoa sen xanh nở nữa chứ? Tôi nói không sai chứ. Ông hãy mau cắt những bông hoa đó bán cho tôi đi. Nhưng mà quốc vương đã có lệnh. Ông đừng sợ, tôi sẽ đem hoa đặt trong bình báu, sẽ không ai nhìn thấy được đâu. Xin ông hãy yên tâm. Đã tìm hết cả thành, sao vẫn không tìm được hoa tươi vậy? Xin chào, ta sẽ cho nàng 500 đồng tiền vàng. Nàng có thể cho ta những bông sen xanh này được không? Ta muốn đem hoa đi cúng dường Đức Phật. Cho ngài, có thể. Nhưng thiếp không cần tiền. Chỉ cần ngài phát một lời nguyện, đời đời kiếp kiếp để thiếp làm vợ ngài. Nếu không, thiếp sẽ không cho ngài những bông hoa này. Ta một đời yêu thích hành bố thí. Vì sao? Đời đời kiếp kiếp đều sẽ bố thí cả vợ con của mình, đến cả máu thịt của ta cũng như vậy. Nàng hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Về sau khi ngài hành bố thí, thiếp tuyệt đối sẽ không làm bất cứ điều gì cản duyên. Chỉ cần bây giờ ngài đồng ý với thiếp là được. Được. Đến khi nào ngài thành Phật chuyển bánh xe pháp, đến lúc đó thiếp sẽ làm đệ tử của ngài hành trì Phật pháp. Còn khoảng thời gian khi ngài chưa thành Phật, thiếp đời đời kiếp kiếp sẽ làm vợ của ngài. Ôi, sao Đức Phật lại xem hiền tuệ như là súc sanh vậy chứ? Sao lại có thể dẫm chân lên tóc của cậu ta như vậy được? Thật là không hợp lý chút nào.
con sau này sẽ đắc giải thoát, thành tựu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, hiểu là Thích Ca Mâu Ni Phật, trở thành ngọn đèn sáng duy nhất của tam giới luân hồi. Con xin dùng công đức cúng dường hoa lên Đức Phật hôm nay, nguyện cho con sau này khi Đức Phật Thích Ca chuyển bánh xe pháp, con trở thành nữ đệ tử thanh văn của Ngài, còn đời đời kiếp kiếp lúc Ngài chưa thành Phật, con xin được làm vợ của Ngài. Sau đó, hiền tuệ và trí tuệ đều cùng nhau xin xuất gia. Hiền tuệ nhanh chóng tinh thông tam tạng, sau khi xả thân, chuyển sanh lên cung trời Đâu Xuất. Còn trí tuệ do khởi tâm sân hận với Như Lai nên bị đọa vào địa ngục. Hiền tuệ lúc đó chính là ta ngày nay vậy. Bởi do thiện báo cúng dường hoa lên Đức Phật Nhiên Đăng, khiến cho ta ở trong kiếp luân hồi luôn có được đại phước báo và sự an lạc cực lớn. Cũng bởi thiện căn này chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, và cũng bởi nhân duyên thù thắng này, sau khi chứng quả, ta nhận được sự cúng dường hoa tươi của 500 chàng thanh niên Trác Đức Úc